thiệt là sung sướng, chăn ấm mềm êm ban đêm phải ngủ. Mẹ xa nhé, 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 nhé. Anh thằng à. Đúng không? Thì cũng không được kể chuyện tao nghe đi. Người ta đang ngủ mà làm phiền người ta cắn nè. Không. Không kể. Giận rồi. Sao tao biết là hả? Một ngày tao phải cho mày ăn nhiều thứ lắm không? Hả? Thứ gì đâu? Thấy có cho ăn miếng nào không đâu? Còn thấy dọn chuồng nữa nè. Có hả? Hốt phân nữa nè. Chắc có không? Còn cái nào biết đãi được? Sao heo không nhớ gì trơn á? Đâu có. Để nha. Để đi mang cho hai cục xích. Tôi ăn bao nhiêu đó nhầm nhỏ gì? Heo muốn hơn thế nữa. Heo muốn cơm sườn cơ. Cái đó hỏi nhiều vậy? Riết là tao cũng biết là mày là chủ hay tao là chủ nữa. Hỏi gì cũng hỏi nữa. Tất nhiên tôi là chủ rồi. Không, chị là chủ. Nói chung ai là chủ không được. Thôi heo kể nha. Tập trung nghe nè. Thôi được rồi, kể đi. Ngày xưa con mẹ bán dưa, ý không, ở một khu rừng nọ có một anh tiều phu rất giàu có. Ý lộn, nghèo khó. Anh chỉ có một tài sản duy nhất chính là cây rìu để kiếm kế sinh nhai. Anh tiều phu rất thương chiều cây rìu, chăm như chăm má nó, ý không, chăm người yêu nó. Nói chung là hai bên là tri kỷ của nhau đó. Sau những ngày ăn chơi trác táng, ý lộn, làm việc chăm chỉ, anh tiều phu đã đưa người yêu của mình là cây rìu đi chơi lê la từ quán góc quận 7 đến đứng ngoài nhà hàng quận nhất. Ngó vô chứ làm gì có tiền mà vô, bằng một phương tiện xoăn xoành xuồng ba lá. Đi toilet hay đi ngủ cũng phải có rìu kế bên, chủ yếu là đề phòng mấy thằng trộm cho. Riết rồi không biết tâm sinh lý thằng này có bình thường không khi coi rìu như vợ của nó. Ê! Hả? Gì kỳ vậy? Không gì kỳ hết trơn á. Ủa mày mới vừa nói nó chi kỳ mà sao tự nhiên dột xuống sông vậy? Ủa có nói hả? Trời đất ơi, thì tuy đúng người đúng thời điểm mà có đồ mới xài vẫn thích hơn. Ủa, khoan, nghe. Hả? Cái gì nữa? Còn chỗ đó tôi lại. Thì ghê á, tôi lại chỗ này đúng không? Ủa ai vậy? Ông Bụt đó chứ không lẽ mẹ tôi. What? Cái gì? Ông Bụt kỳ vậy? Phải sao? Trắng rồi, trâu trắng rồi này kia rồi. Gì vậy hả? À, trắng rồi chứ. Ông nội này còn đồ hao hoài mà. Tào lao cái gì mà có phải kể chuyện cổ tích không? Kể chuyện cổ tích là phải đúng nguyên bản đúng không? Gì vậy hả? Ủa, vậy mà heo nhớ của ai đó từng làm thằng bè. Vui thì mặc đồ như giang hồ, buồn thì mặc đồ cổ trang, mà điệu thì mặc đồ như bà hoàng. Thôi mày kể tiếp đi. Xin lỗi nha, đi lộn chỗ. Hey, khoan, có chuyện làm rồi. Không. Ha, khoan, không phải, chuyện không phải vậy. Thiệt. Đâu mà buồn, vui lên. Cái cũ nó không đi thì sao cái mới nó tới được, đúng không? Bởi à, mà nãy như có nằm rớt cái rìu xuống đây phải không? Dạ không, còn ném đi chứ. Ê! Ném hả? Dạ. Wow, con bụng mày ném chính xác dữ rồi. Bị gì không? Ôi, tao bị đau lưng xíu rồi, không có gì đâu. Nè, cho tao hỏi. Lỗi kỹ thuật. Đây là hãy xem đây. Ê,
Và cuối cùng vì tai nạn nghề nghiệp, ông bụt ngủm của tội. Thiệt là cảm động. Thầy hả? Gì kỳ vậy? Sao nữa? Ủa rồi ông bụt chỉ queo rồi còn cái gì nữa để kể? Mày kể tào lao gì? Mày có tin ngày mai tao có heo luộc ăn không? Kể lộn kể lại. Làm gì ghê vậy? Ây da. Ông có ổn không vậy? Không sao. Ngồi. Mệt quá. Cảm ơn nha. Đây. Có phải là cái rừng của con không? Dạ, cái này không phải của con. Thằng này trung thực. Vậy là tốt. Ý, cái của con hả? Đâu? Nhìn thường nè. Nào hả? Dễ đâu? Điều này là bị dính nhảy heo rồi. Sao tự nhiên buồn ngủ quá ta? Khi nào đủ 50k like heo sẽ kể chuyện tiếp cho mọi người nghe nha.